Rồi, ví dụ như là thầy chuột phải tại cái công cụ mà chúng thấy công cụ trên đây nè, sau đó chúng ta chọn cái tên thân thân công cụ, nó tên là mirror, thì nó ra cái nút mirror này lấy đối xứng nè. Bây giờ ví dụ thầy vẽ hình chữ nhật này xong thì push and pull đẩy khối lên, rồi thì trong cái khối này thì vẽ tiếp một cái hình chữ nhật khác, hình chữ nhật khác, rồi push and pull đẩy nó xuống đó, ví dụ vậy. Rồi trên này ở sẵn tiện ôm lại cái vấn đề mà trừ đục lỗ luôn. Rồi cái này tương tự như vậy, chúng ta push and pull đẩy xuống dưới đáy nó đó, thì nó cũng đục lỗ cho mình luôn đó. Thì chúng ta muốn cái hình hình này nè, bên bên cạnh này nó có một cái khác tương tự như vậy á, mà nó lấy đối xứng qua. Thì ở đây á, chúng ta vẽ cho thầy 3 điểm, dùng line á, vẽ thầy 3 điểm, một nè, hai nè, vẽ hình tam giác á đó, là lấy đối xứng qua. Thì vị trí của nó là do mình quyết định, mình muốn xa hay gần thì mình quyết định đó. Ví dụ là chúng ta sẽ có cái hình đối xứng vẽ 3 điểm nên để mình mô phỏng thôi, chứ thực tế thì không cần vẽ thêm. Chúng ta sẽ căn cứ vào những hình có sẵn để mình lật thôi. Ví dụ hình này chúng ta chọn hết hình này, thì tương tự như kỳ trước thầy nói là hình này này chúng ta chọn á, thì nó chỉ cho chọn một cái face, là một cái bề mặt thôi, họ từ cái edge. Còn muốn chọn hết tất cả á, chúng ta sẽ double click quên click 3 lần á, thì nó chọn hết này. Sau đó chuột phải chúng ta make group, tạo thành một cái group, cái nhóm, tạo thành cái nhóm để mình kích vô cái thì nó làm nguyên cái nhóm luôn. Và muốn rã ra như cũ thì chúng ta chỉ việc là S plus thôi, bình thường thôi. Rồi kích một cái lại chọn hết cho nó nhanh nè, sau đó bấm vào cái nút mirror này, sau đó chúng ta kích vào 3 điểm nè, một nè, hai nè, ba nè, thì nó lật qua bên đây, có xóa cái góc không mình nô đó thì nó lật qua bên phải này đó. Ý nghĩa của nó là nó lấy đối xứng qua, nó lại mirror nó. Thì mấy cái này thì bình thường nó không có, mà chúng ta phải cài plugin vô thì nó mới xuất hiện ra. À, thì đây là một cái plugin đầu tiên này, chúng ta làm quen với nó. Rồi plugin số 2, ví dụ chúng ta làm quen với cái phần Solid Tools, là cái công cụ này là chuyên đi đục lỗ. Ví dụ cái này chúng ta muốn xài cái kéo thả trong đây nè, thì nó nằm trên cái thanh tool bar này luôn cho nó gọn, để này luôn cho nó gọn nè ha. Và tên của nó là tên Solid, Solid Tool là đục trừ khối hay đục lỗ gì đó. Bây giờ ví dụ chúng ta có cái hình này rồi, là một cái group rồi, là hình này. Bây giờ thầy vẽ thêm một cái hình khác, ví dụ vẽ hình trụ đi, trụ tròn kích thước bất kỳ như vậy ha, rồi mình cũng đùng khối lên. Rồi bây giờ thầy gắn cái này vô đây, gắn này vô đây, thì có thể cái này tương tự như vậy nè, mình đúc 3 lần, chuột phải mình make group, tạo thành một cái group chung. Rồi sau nó di chuyển nó, di chuyển nó thì bắt vô cái điểm giữa nó nè, gắn vào điểm giữa này. Cái này mình có thể là kéo thả vô vị trí trong này, bất kỳ chỗ nào cũng được, như đây đi, để mình mô phỏng cái này trừ ha. Đó thì cái khối này nó nằm vị trí này ha. Đó, hai cái khối này nó như là nó đụng với nhau nè, nó đang xen với nhau nè. Thì bây giờ cái khối này á, thầy chọn cũng hai khối này, và thầy có thể là copy những công cụ di chuyển nè, là move, rồi sau nó kích vào điểm xuất phát, rồi những control nữa là copy. Rồi sau đó chúng ta có thể gõ chữ x, x3 là nhân nhân 3 đó, thì nó sẽ thêm mình 2 cái nữa là đủ 3 cái đó, là nhân số lượng bao nhiêu cũng được hết đó. Thì đây là hai cái đối tượng. Thì chúng ta dùng lệnh Select Tool này có một số công cụ, ví dụ như là lệnh Intersect là lấy phần chung nè, hay là Union là cộng, Subtract là trừ khối, hay là Split hay là Trim là trừ khối, hay là Split là phân khối. Ví dụ chúng ta dùng lệnh Subtract là trừ khối nè, trừ khối chúng ta kích lúc trừ khối ở đây, rồi chúng ta nhấp vào thứ nhất, nhấp vào thứ hai, thì cái thằng thứ hai nó sẽ giữ lại, và kia bị đục đục cái lỗ trừ cái khối đó. Hay là tương tự như vậy, subtract thì chúng ta chọn đối tượng thứ nhất, đối tượng thứ hai đó, thì nó trừ ra, ý nghĩa của nó là như vậy, a trừ b, b trừ a ha. Đó là đục lỗ. Như hồi trước có một bạn hỏi thầy là làm sao nó cắt tùy ý, cắt như cắt cái khối khối tùy ý, thì nó là công cụ select tool thì nó mới làm được nè. Hay là công cụ Union là cộng, rồi cộng thì dễ rồi, chúng ta chọn hết đi, chọn hết hai hai đối tượng này, sau đó dùng lệnh Union là cộng lại với nhau thì nó dính nhau là một luôn, dính nhau một luôn. Hai hay là lấy phần chung thì biết rồi ha, hay là trim, trim thì có nghĩa là chúng ta trim với nhau, thì nó trim xong thì nó không có cắt như bên kia, nhưng mà nó giữ lại một cái cho mình, rồi mình sẽ có thể mình di chuyển ra ngoài sau đó, là nó cắt và nó giữ lại cái khối kia đó. Thì nó là một số lệnh như vậy. Thì mỗi ngày chúng ta khảo sát một số cái nha. Rồi thì đây là một số cái lần lần đầu tiên chúng ta, thầy lưu phim lại nè.